Trước khi em Tuấn vào giới thiệu cho các bác, các chú, các ông, các bà, bởi vì những cái này này các bác sẽ nên mua tặng cho ông bà, bố mẹ mình hợp lý hơn, vì các cụ nhà buồn lắm mà. Thì trước khi vào giới thiệu những cái sản phẩm như này, có một số bác thì không thích cái hàng rẻ tiền thì bác đợi em Tuấn lên hàng đắt tiền cho nhé. Còn những cái này các bác đừng có chê, bởi vì là bố mẹ mình người già, các cụ không cần nhiều tiền đâu, chỉ cần ít tiền thôi, nhưng cái để cho các cụ đỡ buồn, được chưa? 289k. Còn sau đây mời các bác, trước khi vào em giới thiệu chi tiết sản phẩm này thì các bác nào yêu thích kênh thì các bác cũng đóng ủng hộ nhé. Vào cái like trên trên vào gõ vào YouTube ấy. Trên YouTube của em thì em có trung bình em có 4 đến 6 kênh, nhưng mà đa số là những kênh âm thanh, những kênh âm thanh thường xuyên em đi. Bác là có kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ, các bác chỉ cần gõ vào YouTube đi, Tuấn Âm Thanh Phú Thọ hoặc là Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Ngoài ra còn một kênh nữa là Karaoke Thiếu Giọng Nam Giọng Nữ đấy, thì em có đang hiện tại có 3 đến 5 kênh thôi. Nhưng những cái vấn đề đấy thì bác nào có tham khảo về vấn đề điện tử thì vào kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ hoặc Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ trên YouTube. Còn karaoke thì có karaoke Thiếu Giọng Nữ ở trên đấy rồi. Còn ngoài ra là phim thì có phim Tình Cảm Bộ, thì phim nó thì nó có nằm hết ở trong này. Những cái kênh đấy thì em sẽ giới thiệu cho các bác nào đam mê về phim. Còn về cái sản phẩm này thì em Tuấn sẽ làm một clip giới thiệu test cho bác luôn bây giờ. Những cái này thì đa số là tặng cho bố mẹ anh chị em hoặc là những bác cô chú chú bác nào ở vùng sâu vùng xa rất là tốt, bởi vì tại sao có tấm pin năng lượng mặt trời. Mời các bác vào clip giới thiệu chi tiết. Hôm nay em Tuấn giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm nó thật rất là đơn sơ mộc mạc. Có một số bác thì báo cáo bác là cái kênh YouTube của em bán, trên kênh YouTube em có mấy kênh em bán cho bác, thì từ xưa đến giờ các bác mua cái hàng đắt tiền 5 70 triệu và 100 triệu nó quen rồi. Thật ra báo cáo các bác là có những cái thời điểm các bác có nhu cầu, có những thời điểm thì người này có nhu cầu, người ấy không có nhu cầu. Còn bây giờ thì là với cái thời đại 4.0 thì bây giờ bác hết dùng cái đấy rồi, thì em lại giới thiệu những cái sản phẩm nó nhỏ thôi. Những cái sản phẩm nhỏ này thì đa số là giới thiệu đến các bác để các bác tặng bố mẹ anh chị em hoặc là những người là người thân của mình, người có tuổi rồi, hoặc là một số người, hoặc là trẻ em, các cháu nó muốn học tiếng Anh chẳng hạn. Cắm ở đây thì những cái sản phẩm này nó phải nói là nó quá rẻ tiền. 289.000 một chiếc đài như này. Những chiếc đài như này các bác có thể tặng cho các cháu, các em ở. Nói thật đối với cá nhân thì mỗi người mỗi một người có một cách đi từ thiện khác nhau chẳng hạn. Những chiếc đài này các bác có thể tặng cho các cháu, các em ở các trường lớp xa. Các cháu có thể học tự học tiếng Anh được, và đi Thả Châu cũng thể học tiếng Anh được. Đấy, tại sao em bảo đi Thả Châu học được lại đấy, nó liên quan đến điện đúng không ạ? Con này nó có hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời luôn, hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời, tấm pin sạc năng lượng mặt trời đấy, đây nha, sạc năng lượng mặt trời. Cái tiếp theo em muốn nói đó là có những thời điểm mình bán hàng cao, có thời điểm mình bán hàng thấp, nhưng những con đài với có mức giá 289 này, các bác chú ý hộ em nhé, các bác chỉ bớt một bữa bia thì các bác mua cho bố mẹ các bác hàng chục cái này luôn. Mà bố mẹ các bác không cần những cái đài 5, 10 triệu, 2, 30 triệu đâu. Các cụ buồn, buồn, các cụ cần cái này này, cái này này. Và các bác phải biết là cụ thích nghe nhạc này, nhạc gì, nhạc kia. Em cóp cho, nhá, em có hỗ trợ cho. Kể cả chầu văn em cũng cóp, mà kể cả nhạc gì em cũng cóp hộ cho được. Còn nhạc gốc thì em sẵn em cóp rồi, nhạc gốc, nhạc lốt thì em sẵn em cóp, em bán cho bác nhiều lắm rồi, không nói. Karaoke hình, rồi là tiếng, rồi là xe ô tô, cái gì cũng có, ổ cứng em có, cả vài nghìn gì cũng có, được chưa? Với một con đài có 289 ngàn các bác tặng bố mẹ các bác, em thật đấy, các ông bà nhà bây giờ các bác đi làm, đi đi làm thì còn có đồng nghiệp bạn bè anh em giao lưu chén chè chén nước chén thuốc, nhưng bố mẹ già rồi ít bạn lắm, bởi vì là nếu còn đi được thì là đỡ, không đi được ở nhà, ở nhà thì chỉ có nghe chuyện cảnh giác, nghe thời sự, nghe cái nọ cái kia, rồi nghe nhạc đấy, nó là món giải trí mà. 289 ngàn một chiếc đài này. Sau đây em Tuấn sẽ test cho bác nhé. Con này em đang cắm thẻ nhớ vào để dùng. Con này nó có cổng cắm thẻ nhớ là một này, USB là hai, cắm cổng sạc bằng rắc hoặc sạc điện thoại luôn vào là ba. Có chế độ này nghe nhạc thì gồm có Bluetooth này, USM này, AM, FM đấy. Có cả cổng dây cắm và sạc được 3,7V vào đây. Ngoài ra thì có cổng sạc ở đây. Ở bên trong này nhà nhà sản xuất họ đã cho, để em mở đây. Vừa mở cái là nó ra dễ nhỉ. Đây, nhà sản xuất họ đã cho một cái dây sạc sẵn trong này rồi, cổng sạc họ để sẵn trong này, và trong này cũng đã có một quả pin để sạc năng lượng mặt trời nhé, sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc là sạc bằng sạc điện thoại và nó sạc được. Ngoài ra có thể dùng pin tiểu lắp vào đây luôn đấy, nó quá tiện lợi cho bác. Tóm lại là
chiếc đài này các bác có thể di chuyển đi lên đâu được, ra biển, ra đảo, ra đâu cũng đi được, cũng có, bởi vì nó sạc bằng tấm pin năng lượng mặt trời này rồi thì lúc nào nó có điện, được chưa ạ? Đấy, hát mọi nơi mọi chỗ, ok chưa? 298 ngàn, sau đây em Tuấn sẽ test nhé, test cho bác. Đây, đây cái hay là cái pin này này, cái tấm pin này nó bác vừa hát vừa đi dùng ở ngoài làm vườn chẳng hạn, cứ treo lên thôi, ánh nắng mặt trời nó soi vào đây thì nó sạc thôi, ok chưa? Sau đây em Tuấn sẽ test nhá. Test music cho các bác trước. Play by TF card. Nick chuyển bài. Đấy, chuyển bài tốt rồi. Nhìn giống hệt Vec 206. Đây, tớ chuyển nha, chuyển lên FM AM này, FM này. Vào cuối năm nay, cái năm 2020 tháng độ tháng 10, tháng 11 gì đó của năm 2023. Bây giờ thì chắc là Dũng cứ nghỉ ngơi một chút đi, anh em mình nghe lại một lần nữa cái liên khúc này. Bởi vì là anh không 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 tìm được cái bản audio, thế nên là đã lấy một cái bản trên YouTube, nên là đôi khi cũng sẽ có lẫn một vài những cái tiếng khán giả khi mà quá yêu mến đã dành những cái tràng pháo tay dành cho em. Nhưng dẫu sao đây cũng rất là hay. Sẽ có nhiều trăn trở hơn, làm sao nâng cao được chất lượng phục vụ cho các cháu thiếu nhi, hơn nữa là chúng ta đóng góp vào xây dựng nhân cách của những chủ nhân tương lai. Nhiều lắm, thoải mái giỏ FM AM này, sang AM này, nó giỏ thoải mái đại thiên. Đấy. Nói chung là cái này thì một số cái thời đại bây giờ internet không đến như các cụ rất là cần. Đấy, các bác tự dò nhé. Nói chung là theo giờ, bây giờ nó muộn rồi, bây giờ 10 giờ thì có nhiều đài nó dừng hơn rồi. Đấy, tắt đi bác nhé. Đấy, các bác muốn là bác mở đây, đây nút này là nút nguồn luôn này, vặn này, bật lên này, lên luôn và gạt xuống dưới cùng là nghe nhạc trên USB thẻ nhớ. Đấy. Đấy. Next này, next bài chuyển bài này. Tạm dừng ở đây này, ấn ở giữa là play và tạm dừng luôn. À, giữa là tạm dừng này, ấn nút tiếp lần nữa là play này. Ngày xưa mà nhảy ác lắm đấy. Làm cho hai con hai tay luôn.